thì sẽ được. Chỉ có đọc kinh ngồi thiền trong lúc này thôi thì mọi chuyện đó, nó làm cho mình tâm nó hạ xuống, tinh thần nó giảm đi cái sự stress, sự áp lực của cuộc sống, của đời sống hàng ngày mình đang phải đối diện, nhất là việc làm, tiền bạc, vật giá leo thang, săn nhớt, buôn bán, làm ăn không có được. Cứ bán vé số bây giờ cũng bán thế, tại vì người ta nghèo, người ta đâu có tiền đâu ta mua vé số, mà nhiều khi chúng không biết chỗ vé số có tiền chúng không nữa. Lâu lâu lên đây ngồi hàng nguyên nói chuyện với quý vị buổi chơi, quý vị cũng đừng có trông kiệt gì, tự gì thì cũng đang gầu, đang chờ sư phụ xuất hiện chứ mới giải quyết được mọi vấn đề cho nước Việt, cho thế giới của mình nó bình an gió lẻ. Chứ giờ thì cũng như, gần không phải là như quý vị nha, thì cũng có cách thiền tu tập của Việt, thì cũng giữ cái tâm rất là bình thản, nhưng mà thì thấy nhiều người không có bình thản, nhắn tin Việt hoài thì cũng thương, thì thành ra cũng kéo theo. Thì cũng mong ngày nào ở trên cha mẹ cho Đức Thầy sớm xuất hiện để mọi người trụ lại cái tinh thần. Chị cũng như vậy thôi ạ.